Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong nhiều video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách vẽ các loài động vật bằng cái ba hình tròn và bằng cách dựng khung xương. Thì đa phần trong các video đó thì mình đều lựa chọn góc nhìn tầm ngang với thân con vật. Thì góc nhìn đó tương đối đơn giản để có thể dựng hình được bằng các phương pháp. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ nâng cái độ khó nó lên một chút. Là ví dụ như chúng ta sẽ vẽ một con vật, tuy nhiên thì không phải ở cái góc nhìn ngang thân đấy nữa, mà là góc nhìn từ hướng xiên từ trên xuống. Thì ở cái góc nhìn này thì cơ bản nó sẽ khó hơn cái góc nhìn trước mà chúng ta thường vẽ. Thì khi quan sát ở góc độ này thì sẽ có một số thay đổi trên cơ thể của con vật. Ví dụ như ở góc nhìn xiên từ trên xuống như thế này thì các bạn không thể thấy cái chân sau ở phía xa kia, bởi vì nó sẽ bị khuất do bị phần thân che mất. Hai nữa là các chi của nó sẽ ngắn hơn. Cột sống lúc này sẽ chia đôi cái phần thân của con vật, chia đôi cái lồng ngực và cái chỗ phần xương chậu. Ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hai phần lồng ngực. Phần thứ nhất là phần lồng ngực ở phía chúng ta. Thì phần này do chúng ta quan sát được nên cái phần này nó sẽ chiếm toàn bộ cái phần lồng ngực. Tuy nhiên thì do nhìn từ trên xuống nên là chúng ta cũng có thể nhìn thấy một phần của lồng ngực ở bên kia. Có nghĩa là cái cột sống nó sẽ chia đôi cái lồng ngực ra như vậy. Nhưng mọi lần trước mình vẽ thì cái phần cột sống thì nó chỉ đơn giản là chạy ở phía bên trên và lồng ngực ở phía bên dưới. Tuy nhiên trong hình này thì các bạn có thể thấy là cái cột sống nó đã chia đôi hai phần cái lồng ngực ra và chia đôi cả phần hông sau nữa. Thì chúng ta có thể nhìn thấy một phần của hông ở phía bên kia và phần hông ở phía bên này. Sau khi đã xác định được vị trí các bộ phận và vẽ phác thảo thì chúng ta vẫn thực hiện như khi vẽ bình thường, đó là chúng ta sẽ tô rõ hơn các phần trên cơ thể, đắp da đắp thịt vào. Khi thực hiện vẽ ở những cái góc độ như này thì thông thường là đối với bạn không có nhiều kinh nghiệm thì sẽ rất dễ bị cảm giác nó bị lệch cơ thể hoặc là bị xiên sẹo. Do đó kinh nghiệm của mình trong cách vẽ này là các bạn hãy duy trì vẽ cái đường cột sống để cho chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra cái dáng di chuyển hướng của con vật hơn. Nó sẽ giống như một cái trục tọa độ để các bạn có thể xác định vị trí các bộ phận cho chính xác và không bị lệch. Vị trí của đường cột sống này thì các bạn có thể bắt đầu vẽ từ mũi của con vật cho đến phần đuôi. Ngoài ra như các bạn quan sát thì các bạn có thể thấy rằng cái phần ống chân ấy, thì bị cái phần đùi ở bên trên nó che khuất đi một phần. Bởi vì chúng ta đang nhìn từ góc nhìn từ trên xuống mà lại hơi trách nữa, nên là sẽ xảy ra hiện tượng như vậy. Nhìn cái chân con vật nó ngắn đúng không các bạn? Thì đối với một phần nữa là cái phần khuôn mặt. Về khuôn mặt thì vẫn như mọi khi, thì chúng ta sẽ vẽ ở góc, đây là góc như là trong khi vẽ người thì người ta gọi là góc nhìn 3/4. Ở góc nhìn này thì các bạn có thể thấy là hai phần của khuôn mặt, hai nửa khuôn mặt sẽ không bằng nhau. Tất nhiên là nửa phía chúng ta này thì sẽ nhìn rõ và to hơn, còn nửa mặt phía bên kia thì sẽ bị khuất đi một phần. Và hai nữa là do nhìn từ bên trên xuống nên là phần dưới hàm hầu như là chúng ta không nhìn thấy. Phần tai của con vật thì nói chung là tai ở phía chúng ta, quan gần phía chúng ta này thì sẽ nhìn trông sẽ rõ hơn, còn tai bên kia thì sẽ bị khuất đi một chút. Thì ở đây mình có vẽ cái đường sóng lưng cho các bạn xem, đường cột sống ấy, để các bạn nhìn cho nó dễ. Thì đấy, cái sống lưng chúng ta sẽ nhìn như vậy, hai nửa con vật, nửa phía gần chúng ta thì quan sát rõ hơn, được nhiều chi tiết hơn, còn nửa bên kia thì chỉ có một chút ra như vậy thôi. Còn quá trình vẽ mặt của con hổ thì cũng tương đối giống với những lần trước mình vẽ. Đầu tiên thì mình cũng dựng chi tiết các bộ phận bao gồm mắt, mũi, miệng, răng các thứ. Tuy nhiên lần này thì do mình đang đi công tác, mình thực hiện cái video thì mình có thực ra là có quên mang theo cái bút giấy,
với lại cái tăm bông đâm ra trong quá trình vẽ thì cái hiệu quả nó chưa được cao cho lắm. Trong cách vẽ khuôn mặt lần này thì mình đã sử dụng bút chì kim và mình đánh lông theo chiều hướng trên khuôn mặt con vật, có nghĩa là mình sẽ đánh những sợi lông nhỏ li ti trên toàn bộ khuôn mặt của con vật. Chứ mình không sử dụng cái cách như bình thường, mình vẫn dùng là mình sẽ đánh một lớp chì 2B hoặc 3B sau đó di chì nữa, mà mình sẽ vẽ từng sợi lông. Về cơ bản thì cách vẽ này cũng không ảnh hưởng nhiều cho lắm đến cái quá trình vẽ và cái chất lượng của bức tranh, nhưng nó hơi mất thời gian hơn một tí các bạn. Phần thân của con vật thì mình vẫn đánh một lớp chì 3B như bình thường, không có gì thay đổi so với mọi khi. Cả phần đuôi cũng vậy, tương tự. Và mình đã phải dùng tay để mình di chì. Các cái đường vằn trên khuôn mặt của con hổ thì cơ bản cũng vẫn tuân theo những nguyên tắc mà trước đây mình đã từng hướng dẫn các bạn trong một số clip. Mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Về cơ bản thì nó cũng không khác gì cho lắm, cũng rất đơn giản để thực hiện. Đối với các đường vằn ở trên cơ thể thì do chúng ta vẽ hướng nhìn từ trên xuống, do đó lúc này chúng ta có thể nhìn thấy là con hổ nó còn, ngoài các đường vằn trên thân ra thì nó còn có một cái đường vằn từ cổ chạy xuống đuôi dọc theo cơ thể. Nhìn chung thì cũng tương đối dễ dàng. Nguyên lý của cái đường vằn thì vẫn như trước đây mình đã từng hướng dẫn các bạn. Một điều chú ý nữa để cho mọi người dễ dàng hơn trong quá trình vẽ, đó là về khi vẽ bàn chân của con hổ thì bàn chân hổ thông thường là có 5 ngón các bạn ạ. Tuy nhiên thì có một ngón nhỏ nhỏ nó thường bị khuất đi, nên chúng ta thường quan sát thấy chỉ có 4 ngón, nhưng mà thực chất là nó là 5 ngón ấy. Có một ngón nhỏ nhỏ ở phía mặt trong của chân. Thông thường thì cái ngón đấy nó sẽ bị khuất đi. Hai nữa, hổ thì nó sẽ giấu móng vào trong cái chân nó nên nó không để lộ cái móng ra. Sau đó là chúng ta chỉ cần vẽ đệm thịt thôi. Đây này, quá trình vẽ thì mình đã cố, lần này mình đã sử dụng bút chì 8B để mình di trên cái bề mặt cơ thể con vật để cho nó tạo cảm giác là nó có một cái lớp lông bao phủ các bạn. Mình di những cái vệt nhỏ nhỏ bằng bút chì 8B ấy. Ít khi mình sử dụng bút chì 8B ở cái giai đoạn này đó. Nên các bạn có thể để ý phần đuôi, cảm giác nó có một lớp lông đúng không các bạn? Đây là cái đoạn mình vẽ đường vằn này. Cơ bản thì nó sẽ có một cái đường vằn lớn ở giữa lưng. Còn cái đường vằn hai bên thì nó sẽ nối vào cái chỗ đường vằn ở giữa lưng đấy. Thì cơ bản thì cái video clip vẽ con hổ của mình đến đây là cũng sắp kết thúc. Thật ra thì đây không phải một bức tranh riêng lẻ, mà mình vẽ một bức tranh tổng thể. Thì cái video về cái bức tranh tổng thể này thì một thời gian nữa, vài hôm nữa thì mình sẽ xuất bản, thì các bạn sẽ được xem theo dõi sau.
đây cái phần con hổ này chỉ là một trích đoạn, thì còn một dáng một con vật nữa thì mình sẽ thể hiện ở trong video tiếp theo, thì cũng để hướng dẫn các bạn khi thay đổi cái góc nhìn của con vật ấy thì vẽ như thế nào. Thì xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và mong rằng các bạn hãy đón chờ video tiếp theo mình sẽ phát sóng. Có lẽ là sẽ phát sóng về bức tranh tổng thể, hoặc là một video về con sư tử. Bật mí với các bạn một chút thì mình đang vẽ bức tranh một con sư tử và một con hổ chuẩn bị tấn công. Chào tạm biệt mọi người.